Đây sẽ là chiếc tủ lạnh rất là quyền lực. À, ngày hôm nay cũng như tông xịt tông lắm, cũng có đen giống hai anh em. Anh ơi, trước khi mở cái này ra đó, anh bật mí cho mọi người đi, cái món mà anh yêu thích nhất là món gì? Anh thường thì anh ăn cá rất nhiều. Cá, rau, củ quả. Dạ. Vậy thì cái món ăn vặt anh hay ăn nhất là món gì? Trái cây. Trái cây. Và để xem ngày hôm nay ở trong đây có đủ món mà anh Thái chia sẻ vừa rồi hay không nha. Rồi, rồi hai anh em mình một người một bên. 1, 2, 3. Wow. Rất cá. Là sung túc. Có trái cây. Wow. Hợp lý rồi. Anh ơi, cái này nè anh ơi. Ui ta. Thật sự ra thì món ăn mà không có cái này là không được đâu nha. Có cái này nó mới ngon. Dạ, thật sự ra em không cay thiệt nhưng mà nó rất là ngon đúng không? Mà cây vừa anh ơi. À. Chứ mà cây quá thường thì anh sẽ ăn được bao nhiêu trái? Anh ăn một buổi là phải là 3-4 trái vậy. 3-4 trái một bữa ăn cơm á hả? Anh có thể ăn liền giờ 5 trái được không anh? Không, em đùa thế thôi. Rồi, đây là món ớt. Ớt tươi à. Không phải là ăn không đâu mà là sẽ ăn kèm với những cái món ăn khác nữa. Trong đây có cá nè, có cá lóc nè. Vậy thì anh thử đoán thử xem ngày hôm nay các bạn ấy sẽ nấu cho anh món gì? Có thịt nè, có cá. Dạ. Yeah. Có rau là chắc là nghĩ là một cái món cá gì đây nè. Một cái món cá gì đó có nghĩa là chung à. Cá ôm rau kho thịt. Rồi em đùa thế thôi. Đây chính là một bí mật dành cho anh. Bởi vì hai người bạn khi mà tham gia chương trình này á thì sẽ là những người rất là yêu thích anh, yêu thích giọng hát của anh và muốn đến đây nấu ăn cho anh ăn. Oh. Anh thấy sao? Quá hạnh phúc, quá hạnh phúc.